xe xịn thì giá đắt, mà xe rẻ thì lại quý bắp. Thế thì một con xe vừa giá rẻ mà vừa cấu hình ngon thì chỉ có thể là Phoenix BF 200 thôi. Đây, hôm nay shop sẽ lên cho anh em một con xe cực kỳ là ngon mà giá cũng rất là mềm nha. Bởi vì sao? Bởi vì xe này đang được sale tại cửa hàng giá gốc là hơn 3 triệu, giảm còn đúng 1 triệu 8 thôi. Với một cái mức giá giảm cực kỳ là ngon như thế, mềm như thế thì xe này sẽ có những gì? Đầu tiên là phải kể đến là xe được trang bị một khung thép rất là basic, rất là cơ bản. Thế nên là rất phù hợp cho những anh em mà vừa mới tập chơi xe fixed gear. Đấy. Tiếp theo nữa là xe được trang bị kèm là một bản ghi đông cong rất là thể thao cho anh em luôn. Đấy. Không những vậy, xe anh em để ý bộ trớn này, độ trớn của bánh này cực kỳ trớn cho anh em luôn. Đấy nha. Bánh được thiết kế là vành 4 phân, lốp là 700 x 25C. Thế nên là sẽ tăng x2 độ trớn cho anh em, tốc độ phải nói là phải bàn luôn, còn phải bàn nha. Và đi kèm với đó là một bộ truyền động là đuôi đĩa 44T, slip là 17T. Thế nên là về cái độ tốc độ thì phải gọi là bao lướt cho anh em nha. Và anh em lưu ý là xe được đi kèm thêm là một bản chân chống sẵn cho anh em luôn nhá. Không những vậy nhá, còn lắp thêm một cái clip sống ở đây nữa là phù hợp cho, rất là phù hợp cho những em mà muốn thay đổi tùy theo sở thích của anh em nhá. Và anh em lưu ý là chương trình chỉ áp dụng trong tháng 9 và cũng chỉ có mỗi một con duy nhất nhá. Anh em hãy nhanh tay nhắn tin để được tư vấn chi tiết về con xe này nhá.